xíu. Hello Cherry, Cherry đang ở đâu vậy? Sân bay gì? Chắc sáng em thấy đây nè, cái sân golf. Cherry đi đi uống cà phê sân thượng đúng không? Rồi. Rồi để mommy quay nha. Máy bay đã tới rồi. Rồi hạ cánh rồi. Chưa. Hello Cherry, Cherry nói lại đi, hồi nãy máy bay quay qua bay qua nhanh quá cho nên không nghe được Cherry nói gì. Cherry nói lại đi, Cherry đang ở đâu nè? Cherry đang ở sân bay, cà phê sân bay. Cà phê sân thượng. Cà phê sân thượng có người ngắm máy bay. Và chỗ này đông là ý nghĩa của nó là như thế này. Thế nào? Máy bay ở trên trời xuống không bao giờ ngắm máy bay ở sân thượng đúng không? Ngồi trên sân thượng không ngắm máy bay giờ, đúng không? Ngoại trừ lúc phải đáp xuống chỗ cho mọi người đi du lịch tại quốc gia. Nói gì không hiểu gì. Cái nói chung là ở đây là quán cà phê sân thượng, cà phê ngắm máy bay. Mình ngồi uống cà phê và mình ngắm máy bay bay qua. Đang tính mở rộng ra. Hồi nãy giờ mình vô có 15 phút chứ nhiêu mà chắc cũng 5-6 chiếc máy bay rồi hả con? Không? Mấy chiếc ta? Nãy giờ mình vô đây 15-20 phút gì đó. Mà hình như 4-5 chiếc gì á ha. Chỗ này nè, cái đèn nó gạo đây nè, đèn vô sân gôn. Chiếc máy bay vậy đó. À bây giờ nó đang bay tới nè. Máy bay đang bay tới nè. Bay mở làm con giờ bây giờ tiện quá trời. Ở trong sân bay nó có một cái ngồi uống cà phê mà máy bay bay trên đầu liên tục luôn. 2-3 phút một chiếc. Nãy giờ vô đây khoảng 20 phút rồi mà 5-6 chiếc rồi đó. Thế vô đây mới 15 phút rồi chứ. Hồi nãy giờ mấy chiếc, 5-6 chiếc, 6-7 chiếc gì đó. Wow, đã chưa. Ở trên sân thượng thì giá tăng lên 10.000. Còn nếu ở lầu dưới thằng lầu thì bớt 10.000 một ly, còn lên sân thượng thì tăng 10.000 một ly, giống như là VIP. Trong cái menu nó ghi là sân thượng là VIP, giá VIP là tăng mỗi thứ lên 10.000. Ở xa xa đây nè, đây là cái đường của máy bay hạ cánh nè, đây. Thì xa đó là cái đường của máy bay hạ cánh đây. Wow. Ở ngoài thấy bự lắm nha, trong điện thoại thấy nhỏ vậy thôi chứ ngoài thấy to lắm. Chị cái này. Con ăn này không? Người uống sẽ nhắm mắt. Bánh này người chứng kiến sẽ xoay và để đây và wow. Và người wow. Ở trong đây nhỏ vậy thôi, ngoài to lắm. Chút nữa đi, hình như là 1 phút 1 chiếc chứ không phải là 2 phút đâu nha. Không phải 2-3 phút đâu mà hình như là 1 phút là 1 chiếc đó. Lên liên tục luôn nè, máy bay lên liên tục luôn á. Thì mới có chân trâu không? Có luôn, có thật á. Thì dùng cao hơi bự ha. Thì nhắm mắt đi. Tao làm gì làm đi. Hello mọi người. Mới vô rồi. Rồi. Đúng rồi. Sao? Ơi muốn chơi trò này với con không? Chơi gì? Chơi gì? Mới bây giờ hồi nãy đã đưa cho mới cây ông hút rồi. Ừ. Bây giờ chơi cái trò này mới nhắm mắt và mới sẽ game game vô cái ly của mommy nha. Ok. Bây giờ á, con
sẽ làm vậy nè. Khi ăn dỗ thì mới được ghim, mà mới phải nhắm mắt ghim. Sao thấy đường ghim, nhắm mắt sao thấy đường?